Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em lại lên cho các bác những giỏ lan ưng ý nha. Các bác này, một cái dè nguyên bản từ rừng nha. Các bác về các bác cứ đặt vào chậu là nó ok nha, không cần phải cắt gì đâu. Như thế này, lá thì siêu ngắn nha các bác nha. Lá siêu ngắn, cây nào cũng thế nha. 4 cây nhá, một dè 4 cây như thế này nhá. Em bán cho các bác này với giá là 180.000 các bác nhá. Hôm nay em không bao ship nữa nhá. 180.000 nhá. Cho giò số 1. Số 2 này. Cái lá này chắc chỉ được 5 cm thôi các bác ạ. Lá này chỉ được 5 cm thôi. Cục nguyên bản như thế này. Các bác nhá, một cục nguyên bản như thế này lá được 5 cm thôi. Cây nỉ non mơn mởn luôn. Số 2 nhá. Em bán cho các bác với giá là 280.000. 280.000 nha, các bác về các bác cứ đặt như này vào chậu cho em là ok nhá. Đó. 280.000 nhá. Cho giò số 2. Số 3 này. Một cái cây cáo chỉ thiên. Nó bị lỗi một lá đây nha các bác nhá. Nó ở rừng nên là không thể tránh được và có hai con. Hai con nha các bác nhá, hai con nha. Một cây như thế này. Em bán cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha. Đấy. Cho giò số 3 nha. Số 4 này. Một cây cáo này. Đấy, như thế này. Một cái cây cáo như thế này em bán cho các bác với giá là 250.000. Các bác nha, 250.000 nha. Cho giò số 4. Hết cáo nguyên bản. Số 5 này, một cái cây chồn như thế này. À, ba cây chồn như thế này. Đấy, đẹp chưa? Các cụ. Hoa thì nó vẫn ra hoa bình thường, nó bé như này mà vẫn ra hoa. Các bạn này. Đấy. Một giò như thế này, giá hướng đuôi chồn nhá. Em bán cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Mới lấy 180 được. 180 này. Cho giò số 5. Số 6 này. Một giò chồn nó cây nó nhiều như thế này các bác này. Một giò chồn cây nó nhiều như thế này này. Đấy. Cái chậu này là nó cao được 50 cm nha, 50 cm nha. Một thùng xốp to thì mới gửi được cho các bác nha. Em bán giò này là cho các bác này với giá là 500.000 nha. 500.000 nha. Cho giò số 6. Số 7 này. Một dè gà quá nhiều thân luôn các bác ạ, quá nhiều thân luôn. Một giò gà như thế này thì em bán cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha. Cho giò số 7. Số 8 này. Ba cây hoàng thảo kèn rừng Lai Châu. Đấy, thắt ngọn hết rồi nha các bác nha. Ba thân như thế này. Em bán cho các bác với giá là 650.000 nha. 650.000 nha. Nó được gần 40 cm này các bác này. Thân này được 40 cm này. Thân này cũng được 40 cm này. Đó. Ba thân là nó tương tương như nhau nha các bác nha. Nguyên bản từ rừng. 650.000. Cho giò số 8. Số 9 này.
một dề hoàng thảo kèn các bác nhá. Bốn thân, thân dài nhất của nó ngắn nhất là được 20 cm, thân dài nhất được 60 cm các bác nhá. Một ôi rồi năm thân hoa các bác nhá, năm thân hoa nhá, em bán cho các bác với giá là 800.000 năm thân hoa, 800.000 cho giò số 9 nha. Số 10 này, một giò trầm, thân nó dài các bác này. Đó. Một giò trầm như thế này siêu nhiều cây luôn, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 mầm gốc luôn nha các bác nhá, 18 mầm gốc như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 480.000 nha. 480.000 nha, 18 mầm gốc nha các bác nha. Cho giò số 10. Số 11 này. Một cái cây hoàng thảo kèn này nó dài được có 60 cm thôi các bác nha. Đó, như thế này. Mập ú luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha, dài được 60 cm nha, 300.000 nha. Cho giò số 10. À 11. Số 12 này, một giò gà như thế này. Em bán giò gà này nhá cho các bác với giá là 120.000 nha. 120.000 cho giò số 12. Tiếp tục em lên này. Các bác này, một giò giá hương đuôi chồn này, đẹp chưa? 3 bông hoa, 4, 5 bông hoa, 6, 7, 8, 9. Năm ngoái cái giò này nó được 9 bông hoa nha các bác nha. 9 bông hoa vùng quanh luôn. Năm vụ vừa rồi ấy. Đấy, như thế này. Các bác về các bác cứ cho phân lên đây là ok nhá. Cho phân lên đây cho đắp ít phân trâu cũng được. Đấy. Một giò trồn như thế này em bán cho các bác với giá là 1.600.000 nha. 1.600.000 nha. Cây nó đều nhau lắm các bác ạ. Cho giò số 12. À 13. Số 13 nha các bác nha. Số 14 này, hoàng thảo u lồi này. Những cái nào thân hoa em đếm riêng và những thân bé em đếm riêng nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân. Được 7 thân hoa luôn. Và có 2 thân phi điệp vàng này. Đấy. Còn 1 thân bé 2, 3, 4, 5, 6. 6 thân bé nữa. Các bác nha. Một giò hoàng thảo u lồi như thế này. Em bán cho các bác với giá là 250.000 các bác nha, 250.000 nha. Cho giò số 14. Số 15 này. Một giò hoàng thảo hoàng nhạn các bác nha, hai cây như thế này. Đẹp nha. Em bán cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha. Hai cây cao to nha. Đây này. 20 cm, hơn 20 cm này. Đó.
600.000 cho giò số 15. Số 16 này, Hoàng Thảo chuỗi ngọc này. Chuỗi ngọc này các bác bảo là khó chăm như nó không khó chăm nha các bác nhá. Các bác cứ để cho kể cả các bác phơi nắng cũng được. Như các bác phải là làm sao là để cho nó khô giá thể nhá. Các bác đừng buổi trưa đừng thương nó quá mà lại khổ nó ra nhá, mà nó lại quăng tèo luôn. Các bác thì cứ buổi trưa thấy nó khô khô quá ta tưới cho mày tí là sướng. Như không phải đâu nhá các bác nhá. Riêng cái dòng lan này các bác cứ tưới sáng và tưới tối, hết ánh nắng mặt trời là các bác tưới cho em là ok nhá. Đấy, như thế này. Một giò hoàng thảo chuỗi ngọc như thế này em bán cho các bác với giá là 320.000. Một giò to đấy ạ. Cho giò số 16. Số 17 này, 5 thân u lồi. 1 thân này, 2 thân này, 3 thân này, 4 thân này, 5 thân này. Cái giò này mà bác nào lấy về các bác cho vào vào chậu như thế này, cho lên cao như thế này là ok rồi. Hoặc là các bác cứ để thác đổ được. Hoa nó siêu sai luôn, riêng hoa hoa u lồi chơi cả tháng luôn nha các bác nhá. Mà hoa nó đẹp lắm các bác ạ. Một giò hoàng thảo u lồi như thế này em bán cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha các bác nhá. Thân nó dài nhất, em đo thân dài nhất và thân ngắn nhất là nó được 70, thân này được 70 cm, thân ngắn nhất của nó là được 40 cm rồi các bác nhá. 400.000 cho giò số 17. Số 18 này, 3 cây hoàng nhạn tháng 4 như thế này các bác nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. Cho giò số 18. Số 19 này. Đẹp chưa các bác? Toàn bộ cây to. Có 4 cây rồi. Như thế này. 2 cây to. 2 cây to này giá trị tiền nha các bác nhá. Có cây gần 5 sen đấy các bác ạ. Có cây này gần 5 sen này. Do như thế này. Đôi 4, 6, 7 cặp lá luôn. Em bán cho các bác với giá là 1.500.000 nha. 1.500.000 nha. Cho giò số 19. Số 20 này các bác này. Một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này. Đây. Thân này này. Xếp rụt rịt luôn ấy. Nó bị che nên là không nhìn thấy đâu. Em bán giò này cho các bác với giá là 220.000 nha các bác nhá. 220.000 nha. Cho giò số 20. Số 21 này. Cáo nha, 4 cây như thế này. Có một cây kẻ mờ thôi các bác này. Đấy, kẻ đây này. Em bán cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha. Cả cái cây này thì nó cả hai bên nó kẻ hết nha các bác nhá. Đây này, kẻ đây này. Em không biết nuôi ấy, nên em bán thế thôi. Cho giò số 21. Số 22 mà cây chồn cây cáo nó đẹp như thế này. Đấy, thân cái mình nó to như thế này. Đẹp tuyệt vời luôn, lá 5 sen nhá.
lá năm sen có hai cây cẩm báo. Em bán giò này cho các bác với giá là 600 nghìn nha. 600 nghìn nha. Cho giò số 22. Số 23 này. Một cái giò giá ngương tam bảo sắc này các bác này. Hôm nay em lấy xuống các bác ạ. Như cái lá này này. Đấy, to chưa? Mà vừa ngắn. À, rụt dịp nha các bác nha. Đây, toàn cây đẹp thôi. Em thấy cây này đẹp thật. Các bác muốn xem lại thì cứ kết bạn Zalo với em nha. Cái lá nhìn sướng chưa. Em bán giò này cho các bác với giá là 500 nghìn nha. 500 nghìn nha. Đó, như thế này. 500 nghìn. Cho giò số 23. Số 24 này các bác này. Đúng là để nó ăn nắng nhìn nó đã không các bác. Nhìn lá chưa. Nhìn lá nó sướng lắm. Như ba ngón tay luôn này. Nhìn nó phê con tê tê các bác nha. Một giò như thế này thì đẹp hơn. Thôi cũng bán bằng giò kia đi. Cũng 500 nghìn nha. 500 nghìn nha. Nhìn lá nó đã nha. Lá nó cứ tí tí ấy. To vật luôn. 500 nghìn cho giò số 24. Số 25 này các bác này. Đấy, dạ. Hoàng thảo đùi gà nhá. Cái này được hình như được 17 thân hay sao ấy. 17 thân có lá và 17 thân nó là 17 thân tơ nha các bác nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 300 nghìn nha. Hàng một dề này nên là nó cao hơn một chút nha các bác nhá. Có 300 nghìn thôi. Các bác sở hữu được một cái dề gà đẹp như thế này. Cho giò số 25. Số 26 này. Một giò long tu đá đẹp tuyệt vời như thế này. Em bán cho các bác với giá 350.000 nha các bác nha. 350.000 nha. Một giò long tu đá như thế này, 350.000. Cho giò số 26. Số 27 này, quế tím nha. Cái này nó người ta gọi là tiểu quế nha. Đấy, một giò như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 250.000. Cái mùa hoa thì không phải giá này nha các bác nha. Mùa hoa thì không phải giá này luôn. 250.000 nha các bác nha. Cho giò số 27. Số 28 này. Một cái giò trồn như thế này. Ghép vào gỗ lụa dớn như này nha. Đó, như này. Em bán cho các bác với giá là 250.000 nha các bác nha. Bị cái lá này gặp thôi. Hình như đoạn bỏ đi. Đấy, bỏ đi. Đó. 250.000 nha các bác nha. Một cái giò trồn đẹp như thế này. Cho giò số 28. Số 29 này. Số 29 nha các bác nha. Một giò trồn như thế này. Em bán giò này cho các bác nha. Với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. Đấy. Cho giò số 29. Số 30 này các bác này. Một giò trồn to nha. Cây to nha. Đấy, như thế này.
một trụ gỗ lũa này. Đây nha các bác nha. Giò đẹp, cây đẹp, cây to như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.500.000 nha các bác. Cái giò này ấy, thì phải 2 thùng xốp mới gửi được cho các bác nha. 2 thùng xốp mới gửi được nha. Cho giò số 30. Số 31 này, một cái cây kèn như thế này. Đấy. 250.000. Nó dài được tầm 25 cm nha các bác nhá. 250.000 nha. Cho giò số 31. Số 31 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác nhá. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu ạ.